video này Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người đó là cái kìm cắt ha. Kìm cắt này là loại kìm cắt loại heavy duty, có nghĩa là cái loại này nó khỏe, nó cắt khỏe hơn cái loại kìm cắt bình thường. Nó khỏe hơn là ở cái điểm là ngay cái cổ của cái kìm nè. Đó, mọi người nhìn thấy nó dài hơn. Thì nó dài hơn thì nó sẽ cho cái lực cắt khỏe hơn. Mã hàng của cái này là BE32-18. Tổng chiều dài của nó là 180mm. Rồi chiều dài của cái lưỡi nè. Chiều dài của cái lưỡi là 30mm. Ở trong catalog họ để là ngay chỗ cái tâm. Đó, là ngay chỗ cái giữa cái bông hoa nè. Từ đây đến cái đầu mũi là 30mm. Tổng chiều dài của cái kìm là 180mm. Rồi cái này chuyên dụng dùng để cắt thôi ha. Đó, coi cái lưỡi của nó nè. Lưỡi này là lưỡi cắt lệch một bên. Đó. Lưỡi cắt lệch một bên nha mọi người. Cái chui rất là dày. Cầm cái chui cảm giác rất là chắc chắn. Ở trên này hãng Fervi cũng khắc laser, tên của hãng là Fervi nè. Ngay chỗ này họ làm nó lồi lên như thế này để tạo cái ngán chống tuột tay về phía cái lưỡi cắt. Khi mà mình dùng mình cắt á, thì cái này nếu mà có lỡ tuột tay về phía trước thì nó sẽ ngán lại. Nhưng mà cái chui này cầm nó hơi nhám nhám, nó rất là rít rít với cái tay, cảm giác rất là ma sát với cái tay của mình nè. Cảm giác cầm rất là chắc chắn ha. Ở đằng sau đây là cái tem này, mã hàng BE32-18. Đó. Cái kìm cắt loại heavy duty này nó cũng có hai size. Size mình đang giới thiệu cũng là size nhỏ. Nó có một size lớn hơn là dài 200mm. Đó, chỉ vậy thôi ha. Giá tham khảo của cái này mình cũng sẽ để một cái đường link ở dưới website. Ở dưới, ở dưới cái video này mọi người bấm vào, nó sẽ link đến cái bài viết này và có giá tham khảo ở trên đó thôi. Còn anh chị nào mà có nhu cầu mua, thực sự muốn mua thì hãy liên hệ với Thanh vào Zalo, số điện thoại có trên màn hình. Thanh sẽ báo giá cho mọi người cái giá tốt nhất ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong các cái video sau.